đổi thẻ cào 247.com, trang web đổi thẻ cào uy tín số 1 Việt Nam. Đổi thẻ cào sang tiền mặt ATM một cách dễ dàng, mua thẻ Garena và các loại thẻ khác giá siêu rẻ. Anh em truy cập đổi thẻ cào 247.com để biết thêm thông tin chi tiết. Ok, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì mình vẫn là Xoái đây. Hôm nay anh Gà Rán lại cho ra một cái hành động mới anh em. Cái mà bản thân mình thấy rằng nó vô dụng nhất trong game. Đây là ý kiến cá nhân của mình nhá. Bởi vì những cái hành động này mình ít khi có sử dụng lắm. Ở đây là cái hành động mà anh em có thể là cho đồng đội nhảy cùng với bạn. Đấy, tức là cái hành động này là cái hành động huyền thoại đấy anh em. Nhưng mà theo mình thấy thì cái này nó khá là vô dụng nha, bản thân mình thôi. Còn anh em nếu thích thì cũng có thể là sở hữu. Ở đây toàn là những cái đồ mà ví dụ như là từ đời Tống rồi. Anh Gà Rán vẫn đưa vào đây. Đầu tiên là 90 cương, hình như là những cái hành động như thế này thì anh em tốn cũng khơ khớ đấy. Khoảng đâu đó thì nhờ khoảng 400, 600, 800, 900, 1000, hơn 1000 kim cương. Hơn 1000 kim cương một chút cho cái hành động này. Thì tùy anh em thôi, bản thân mình thì làm review cho anh em xem cho nên là mình vẫn test thử nhá. Thì trước khi mà anh em quay ấy, thì anh em nên xem những cái clip mà anh em test thử xem là anh em áng chừng ạc của anh em sẽ được may mắn là bao nhiêu. Đấy, sau đó là anh em hãy quay, bởi vì là ạc của mình thì không có trong đại lộ danh vọng đâu. Cho nên là ạc của mình quay như thế nào thì chắc chắn ạc của anh em cũng như thế hoặc gần gần như thế thôi. Đấy là ý kiến cá nhân của mình nhá, còn tùy anh em thôi. Còn mình thì chưa bao giờ quay gọi là nằm ở trong cái gọi là cái chỉ số mà giới hạn một mức kim cương nào đấy mà có cả. Thường thì nó sẽ phải đến gọi là cái phát cuối cùng, hoặc may mắn lắm thì đến phát này anh em. Thì nó mới ra thôi. Anh Gà thì từ xưa nay vẫn thế mà. Ok anh em. Ok, người được chọn nhận được phần thưởng trong vòng thứ 7. May mắn của bạn sẽ dừng ở về phía bạn này. Được. Đấy. Một cái hành động mà tôi thấy là nó khá là vô dụng anh em. Anh em có thể xài cũng có thể là không xài nhá. Như mình thì khá là nhiều hành động đấy, nhưng mà mình cũng không xài đâu. Tùy anh em thôi. Còn tất nhiên rồi, không có anh em nào 399 để lấy nốt cái gọi là cái gì đây, hòm xác cún cưng này cả. Nên anh em nào thích hòm xác thì có thể lấy nhá, còn mình thì không thích đâu. Mình thì chỉ thích những cái gì đấy nó gọi là không quá màu mè thôi. Cái mà mình thích ấy, nó thường nó hơi dị lập với anh em một tí. Ở đây thì mình cũng có một số hành động huyền thoại anh em, nhưng mà đây là cái hành động mới này, mình cũng chưa biết trang bị nó vào đâu cả. Ví dụ như là cái này thì thôi mình sẽ tháo tạm cái này ra nhá. Mình sẽ xài cái hành động này. Đấy, trang bị vào đây và anh em có thể là xem là cái hành động này nó có xứng đáng không. Như mình thì với mấy trăm kim cương để mà sở hữu cái hành động này nó quá bình thường. Vì là hành động mình cũng có khá nhiều, một phần là có khá nhiều, một phần nữa là mình vừa định nói cái gì mình quên mất rồi. Cái những cái hành động mà ở trong game này thì thường thường mình ít sử dụng lắm anh em. Không phải ít sử dụng đâu mà là gần như là không sử dụng. Đấy, còn nếu anh em nào mà thích ấy, thì anh em có thể là sử dụng nhá. Ví dụ như là những cái hành động huyền thoại ấy, thì anh em có thể sử dụng. Cái này thì mình có rồi cho nên là hôm trước mình không có làm video cho anh em xem. Những cái mà mình chưa có thì mình mới làm cho anh em xem thôi. Ví dụ như là cái này cũng thế, hôm trước mình có làm một cái video rồi. Sự kiện bây giờ thì đa phần hình như là không dành cho mình nữa rồi. Cái này thì chả quay để làm gì đâu. Theo mình là như thế. Ở đây thì còn bộ đồ nhưng mà mình cũng không có nhu cầu quay lắm. Ví dụ như là không có sự kiện gì mới nữa. Ngoài cái này ra thì không, mấy ngày hôm nay cũng không có gì mới anh em. Toàn là những cái đồ linh tinh thôi. Ví dụ như là những cái vật phẩm mà từ lâu lắm rồi. Anh em cũng có thể là mở hộp cái này để mà sở hữu mấy cái gói đồ ở đây. Mình cũng có khá nhiều rồi. Gói Kung Fu Tết này mình nhớ là mình có mà nhỉ. Sao giờ nó lại thành ra là không có thế này. Anh Gà Rán lâu quá thấy mình nhiều đồ, thu hồi bớt à.
để mình chơi kèo mới à. Bom kèo thì cũng có một số bom kèo mình cũng có trong quãng thời gian mà mình nghỉ game. Cái hành động, hành động này fan cuồng này cũng được đấy, nhưng mà thường thì mấy cái hành động mình đã nói rồi, mấy cái hành động nó là cái vô dụng nhất đối với mình trong cái thời điểm hiện tại. Cũng không còn gì để mà chơi nữa rồi anh em, hết rồi, chả có gì để chơi cả. Anh em xem mà còn cái gì để chơi không, hoặc là có ý tưởng gì không thì có thể comment ở phía bên dưới cho mình biết nhá. Hoặc là anh em có muốn mình sâu cái ạc mình sau quãng thời gian chơi game khá là dài thì anh em cũng comment nhá, mình sẽ sâu cái ạc cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em đã đón xem hết clip này của mình nha. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình nhá.